10 kèo này là 530 là về. Giá sẻ vẫn được 5.000 anh em nhé. Tục kèo đánh sẻ anh em này. Kèo này thì nhìn thấy chim ở dưới đồng khá là đông anh em. Tuyển chim sẻ lon này không biết đánh đàn này có ok không. Nhưng khu vực đây thì ngày hôm nay đi đánh thì kèo đông nhất từ sáng giờ mới được chục con anh em. Ở đây thợ phệt nhiều lắm rồi. Đấy, trụ cột đánh thì khá là đẹp này. Đánh đúng cột chân không rồi anh em này. Ít trụ chứa đây. Chim thì hiện tại nó đây. Đây. 4 5 con, tô 4 5 con 1, 4 5 con 1. Rồi đây quay cho anh em xem kèo này nha. Chưa thấy gì. Đây, lên rồi anh em. Ui, giờ vững gây ra, cháy hết đi. Đậu toan loạn hết rồi. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Xuống 6 con. Đàn này chắc có tầm khoảng 20 anh ạ. 7-8 con rồi. Sáng là đánh được đàn này theo mồi, theo tiếng này. Đó, vẫn xuống đều đều. Kèo này làm hơn chục đơn giản rồi. 2-4-6-8 rồi. Còn chắc tầm chục con nữa anh em. Đàn này ít chim nhưng mà theo anh em chạy rồi. Đánh này đúng nhịp sợ nhỉ. Còn chắc chục con lại chạy mất rồi. Anh cứ bật ra đây. Không có nào bật ra luôn anh em. Cái tiếng đẹp thế mà. Lại tiếp tục lại nóc ra mấy con nhưng mà cảm giác là khả năng khôn. Ta tiếp tục đông khá đông anh em. Chắc hơn chục rồi. Vẫn xuống. Lại chạy khùn thật. 2, 4, 6, 8, 10, 12 rồi. 12 con này nha. Lại chạy hết rồi. Rồi giờ ra bắt chim anh em nhé. Đấy, kèo này được 12 con anh em ạ. Đánh đàn chim thì từ sáng giờ đánh thế đàn này theo này. Chắc còn tổng khoảng chục con, gần chục con nữa thì nó không xuống, nó bỏ đi. Đợt này đánh chim cực kỳ nó khó khăn anh em. Đấy, nhưng mà cứ mỗi kèo làm chục mới hơn chục này thì cũng nhanh.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. 13 con chứ không phải 12. 10 kèo này là 530 là về. Giá rẻ vẫn được 5.000 anh em nhé. Vẫn ok. Lần này dịch bệnh một chút bán nó hơi chậm một tí nhưng mà giá nó vẫn đứng. Năm ngoái thì không dịch nhưng mà anh em đi đánh nhiều thì giá nó rẻ hơn. Năm ngoái 4.000, 4.500. Keo thì sử dụng là keo xám anh em. Keo xám đánh khá là ok. Keo rất là tạo lông. Anh em nhìn cái lông này. Giật một phát là ra. Đấy, thấy chưa? Nó không bị dính. Con chim này. Ok, giật không bị làm sao kìa. Keo này thì rẻ lắm anh em, mấy trăm nghìn đồng một cân thôi. Còn thường thường anh em sử dụng cứ 4-5 nạng là anh em đánh được rồi. Anh em nào có nhu cầu về keo hoặc là loa đài nhé, hoặc là check này, check độ bị xẻ này. Đấy, hoặc cần xào thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn là bây giờ thì tiếp tục đi đánh những cái keo tiếp theo đây.